cách đây 30 năm, 20 năm, sao biết được lãnh nhận thiên chức linh mục. Đức cha được về trên trao đến trai đến giáo chức chúng con, với chức vụ khiêm tốn, linh mục phó giáo chức. Chính tại nơi đây, đức cha cùng cha tố vô kiên nghị dẫn dắt giáo chức. Từ một giáo chức thanh quá nhiều xã hội, nghèo về kinh tế, yếu kém về đức tin, nhờ ơn trên hỗ trợ, nhờ sự tận tình phục vụ, đức cha đã nâng cấp lại bằng mái ngôi thánh đường, xây nhà giáo lý, xây nhà hòm và chỉnh trang lại các thánh giáo chứ, khuôn viên nhà thờ, nhất là đời sống đạo lớn lên trong mỗi gia đình. Không gia đình nào mà đức cha không biết cả tên cha mẹ và con em từ lớn đến bé. Đó là đức tính đích thực của những nguồn tử nhân lành. Ta biết các chuyên ta và các chuyên ta biết ta. Sau khi cha nhân dân viên Mỹ qua đời năm 1995, đức cha được đức giám mục giáo phận phổ nhiệm là cha trợ. Đức cha tiếp tục phục vụ cộng đoàn giáo xứ Sa La. Chính sự dân thân phục vụ mà đức cha đã thực hiện năm giáo xứ chúng con, bề trên đã ghi nhận và tạo điều kiện cho đức cha đi du học. Đến năm 1999, đức cha chính thức rời giáo xứ để lãnh nhận một sứ mạng mới. Quả thực là một sự hổ thẹn lớn đối với giáo xứ chúng con. Nhưng từ lúc đó, chúng con cũng cảm nhận được rằng đó là tin vui và những tinh thần do chính đức cha và cộng đồng. Tin rằng một ngày nào đó, sau khi du học về bề trên sẽ giao cho đức cha trọng trách lớn hơn để phục vụ giáo phận. Sau 6 năm du học và 5 năm phụ trách giám đốc nhà chung và các cá nhân loại, tại chính năm nay có nhiều lớp chung sinh của giáo phận được tiếp chức linh mục. Giáo xứ Sa La có linh mục John Lê Văn Tiến và linh mục Tadeo Lý Quỳ Mạnh Thi. Giới công đức của đức cha và giới yêu cầu của giáo phận, ngày 14 tháng 3 năm 2011, đức giáo hoàng Benedicto 16 đã bổ nhiệm đức cha làm linh mục phó giáo phận vô cùng. Thánh lễ thánh phong ngày 24 tháng 4 năm 2011 tại nhà chung giáo phận với khẩu hiệu ngài phải đứng lên. Khẩu hiệu này đã đồng hành cùng đức cha và tiếp tục đồng hành với đức cha và cả những người được đức cha mặc khỏi phục vụ trong tương lai. Trong thánh lễ hôm nay, cộng đồng giáo xứ chúng con nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi qua lời cầu nguyện của bố mẹ Maria và thánh cha Giuse ban cho đức cha được sức khỏe dồi dào, đạo đức và khôn ngoan để phục vụ giáo phận, và xin cộng đồng chia vui với đức cha trong ngày lễ hôm nay. Cộng đồng chúng con cũng không quên cầu nguyện cho hai cha cố Larry Lorenzo Chen là người hướng dẫn đức cha bước đi đầu đời linh mục, và cha cố John Kim Nghị là nơi đức cha đã cùng công tác học hỏi nhiều điều khi còn phục vụ tại giáo xứ Sa La. Xin cho các ngài được cùng nhau thánh Chúa. Và sau đây, xin đức cha vui những bó hoa tươi thắm và một món quà để nói lên lòng biết ơn, yêu thương, kính trọng của cộng đồng giáo xứ Sa La chúng con đối với đức cha. Xin được cảm ơn. Giờ đây, đại diện quý gia trong giáo hạt Tha La, cha sở Tha La và là cha hoàng hạt sẽ có lời tri ân và chúc mừng đến đức cha và quý cộng đoàn. Kính thưa đức cha Giuse, tôi xin đại diện cho đức cha trong hạt Tha La trân trọng kính chào đức cha. Mà đức cha rất yêu quý nơi mà đức cha đã có rất nhiều kỷ niệm vui buồn trong những ngày làm nhiệm vụ ở đây. Con còn nhớ trước khi đi du học, đức cha đã đến nói với con là về Sa La thay thế đức cha, và con có nói với cha đi du học thì cứ đi, còn việc ai
lành, thiện gia được giám mục, địa phận bổ nhiệm làm trang sở cho đến khi đi du học ở Pháp. Nơi đây suốt 90 năm, Đức gia đã gặp không biết bao nhiêu những khó khăn đối nội, kinh đối ngoại, khó khăn đối ngoại, vì lúc bây giờ là thời kỳ mới giải phóng, cho nên quyền sinh hoạt tôn giáo cũng như đối ngoại của chính quyền địa phương không phải lúc nào suôn sẻ cũng dễ dàng. Nhưng nhờ ơn Chúa, gia đình cố gắng kiên trì vượt qua được tất cả một cách tốt đẹp, còn khó khăn nội bộ cũng tâm linh. Giáo dân chia lẻ nhau, năm người người lý chống đối nhau, tố cáo nhau, tranh giành nhau, vân vân. Thật là như thế không dễ dàng chút nào. Ngoài những khó khăn nội trợ, chúng ta còn phải lo chạy bài tiền để tu sửa nhà thờ đang xuống cấp, sửa nhà sư, xây hàng rào chung quanh nhà thờ. Nhìn những công trình chung quanh đây, chúng con không sao quên được những dấu ấn của Đức Cha đã để lại với bao công lao vất vả. Ngoài ra, Đức Cha còn nuôi nhiều ơn gọi nhân sĩ và tu sĩ cho giáo hội mà một số hôm nay đang có mặt ở đây. Nói thế để cho mọi người biết một phần nào những hy sinh, những vất vả, những khổ đau mà Đức Cha đã phải chịu đựng để làm cho giáo xứ này có được bộ mặt sáng sủa như ngày hôm nay. Chúng con xin kính chúc Đức Cha được dồi dào sức khỏe và ơn Chúa để Đức Cha có thể gánh trọng trách mới mà Đức Cha vừa nhận nhận trong ngày 29 tháng 4 vừa qua. Chúng con là những linh mục và giáo dân trong mạng Tha La, họ cùng cả đi qua sẽ cầu nguyện cho Đức Cha hàng ngày thật nhiều để Đức Cha hoàn thành được nhiệm vụ mới cao cả hơn và cũng nhiều khê và gian nan thử thách hơn. Đó là nhiệm vụ của một giáo hội coi sóc cho toàn thể địa phận. Kính thưa Đức Cha, để tỏ lòng biết ơn và trân trọng những công có của Đức Cha trong thời gian qua, chúng con xin kính dâng lên Đức Cha một bó hoa tươi thắm nói lên tấm lòng thành kính của chúng con. Kính xin Cha cảm nhận. Đồng thời hôm nay chúng tôi xin cảm ơn chính quyền địa phương đã giúp đỡ chúng tôi trong thánh lễ hôm nay được diễn tiến tốt đẹp. Chúng tôi kính chúc quý vị được